cho cô, cảm giác giúp cho cô là cái trí tưởng tượng nó phong phú hơn, và tôi là cô rất muốn là hiểu xem những người người ta khiêm tính, người ta có những cái tâm tư ngày ta muốn người ta giao tiếp nhau thế nào. Khó khăn lớn nhất với em đó là nhớ từ và nhớ ngữ pháp. Thực sự thì ngôn ngữ ký hiệu thì có thể là nó từ thì cũng rất là hạn chế thôi, nhưng mà cái động tác của nó thì rất là nhiều, rất nhiều, và để nhớ được tất cả các động tác và để có thể là làm chuẩn tất cả các động tác thì không phải là một điều dễ.